Kính thưa quý vị các bạn, bữa nay là ngày 14 tháng 7, nó nằm trong cái ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu, là cái dịp mà các người con sẽ tỏ cái lòng thành kính đối với các cái bậc sinh thành. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, thì ngày hôm nay đây nhóm thiền nguyện của chị Hoàng Anh, một người con tại khu phố Hồ Hiệp Nam, phường Phú Lạc, đó tổ chức một cái buổi phát quà cho những cái hoàn cảnh khó khăn, những cụ già neo đơn sẽ có một cái mùa Vu Lan ấm áp hơn. Thì mình xin gửi lời cảm ơn đến đoàn thiền nguyện của chị Hoàng Anh, và cũng gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các đấng sinh thành, hãy cố gắng giữ sức khỏe để cùng vượt qua cái mùa dịch Covid-19. Hello chị, đây là tất cả cái sức quà mà sẽ được phát cho những cái hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn khu phố Hồ Hiệp Nam, phường Phú Lạc. Đây quý anh chị, thì mình đang phát quà cho những cái gia đình thuộc cái hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn phường Hồ Hiệp Nam, khu phố Phú Lạc. Thank you.